ra cái gì đó, cái loa và đây là cái bồn tắm siêu xịn sò của bạn ấy. Không hiểu vì sao bồn tắm của bạn lại để cho vơ ngoài phòng khách luôn á. Xem luôn, đẹp chưa? Có đứa nào mà có nồi im á, không cho vô đây á hả? Con bạn cho nó bắn pháo, bắn bùm một cái đó, thấy chưa, thấy chưa? Và bây giờ tôi bắt đầu một ngày mưa bão, nhằm một ngày tuyết rơi lẻo trong ngôi nhà nhỏ xinh của bạn thân của tôi nha. Let's go! Đầu tiên mình cũng phải thức dậy đó mọi người. Dậy xuống. Tay nén đã nè, rửa mặt các thứ đó, đồ đó. Ủa cái ghế con hoa này thiệt là đẹp luôn á mọi người. Thì không bị như vậy. Tôi có một cái video trước. Chính là cái video một ngày thành phố nhỏ trong Play Together của tôi rồi đó. Và có một ngày đó thì tôi lại đăng rồi nha mọi người. Tôi đã có một cái nha mọi người. Trong cái video trước xem cái video đó rồi thì bạn có thể thấy được là cái nhà của tôi đơn sơ hơn cái nhà của các bạn này như thế nào mọi người. Mong là bạn đã có chơi Play Together và cái lúc này á hả, thì mong bạn sẽ tiêm vào sao cho mình. Vì mình rất là ít tiêm vào sao. Cảm ơn nha. Mình rất là nhỏ bị mặt này. Cứ làm để đánh sáng mình nhỏ mình chào. Mình rất nhà bạn này nhìn cái mâm cỗ nó không có cái gì nhưng mà nó nhìn xa á mọi người. Mà thôi làm gì đồ ăn mình thích ăn thì mình ăn cũng được. Bạn hẳn cứ đi làm đồ ăn cho mình cũng thích ăn mà. Được rồi, mình không quay bạn đâu. Trời ơi, ráng mỗi cái trứng thì mà cũng phải còn nữa mà. Nè, cũng chỉ ở trong nhà thôi mà. Cái đó thì để video khác mình và bản thân của mình sẽ làm nha. Tại vì là bây giờ mình đang thử thách một ngày trong nhà không đi đâu hết á. Nên là thông cảm nha. Đây là cái bàn chuyên để bạn viết thư cho một ai đó hoặc là gửi thằng món quà cho ai đó. Đây là cái thư của bạn. Thì tên của mình tên là Tráng Khánh 657 nha. Nếu mà người muốn kết bạn của mình thì cứ copy lại cái tên này rồi mọi người sẽ có thể kết bạn của mình nếu như biết cái tên này. À, chị Gia là bạn nào trong này hả? Mình không biết. Giới thiệu
thiệu với mọi người thì ngoài đời mình và bạn của mình đều là người miền Bắc hết trơn á, nhưng mà mình có thể nói là giọng miền Nam nên là mình nói cho nó phân biệt được hai giọng của hai bạn á, không mình sẽ không phân biệt được, nên là mọi người thông cảm giọng miền Nam mặc dù nói được tiếng miền Bắc đó, nhưng mà sợ mọi người sẽ không phân biệt được giọng nào của bạn nào, nên là mình muốn nói giọng khác thôi. Nếu ngoài đời thì có bao giờ mình thích tiếng miền Nam được mọi người, mọi người vô miền Bắc hết chuyện nói tiếng miền Nam mọi người. Lái xe đi dạo cùng với cả em này, chúc em chúc ra ngoài thôi. Vừa nãy vừa mới thốt lên một tiếng là sẽ không có không đi ra ngoài bởi vì là sợ tuyết rơi lạnh, nhưng mà bây giờ thì khác rồi tại vì ngoài trời tuyết cũng đỡ rơi hơn một chút rồi nên là không sao, mình sẽ đi ra ngoài và không gió một chút thôi. Cái đoạn này là mình đang bị lát, mọi người thông cảm nha. Không biết nhà của bạn mình đâu rồi. Trời ơi sao lát lâu dữ vậy trời, không ra người ta làm nhiệm vụ người ta, trời ơi. Có bạn bạn nuôi sushi lươn kìa. Mình cười quá. Trời ơi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chuyến đi của tôi. Trời ơi tự nhiên bấm vô đây làm gì nữa vậy trời. Đi. Mà đi lâu lắm đó. Cái vòng tròn của mọi người. Tại vì đi lâu lắm nên là mình sẽ ra cái sân vận động mà mình đi dài vòng cái này với cái ông chú này. Cái ông chú chung chỉ. À đây chú này. Trời ơi,
leo để bao nhiêu rơi mấy đó bạn nhé. Cẩn thận cái chỗ này cho nó đi kìa. Đâu ở dưới cây á. Dạ giờ chị xuống đây rồi nhặt luôn. Trời càng ngày tuyết càng ngày tuyết. Không qua ra đi nữa bà đã. Thôi mình sẽ đào mỏ trước. Này vậy cơ mà. Trời ơi đừng có rơi cho xin. Thôi sao không rơi rồi. Để mình là một cái đứa chuyên đi nhặt thanh gỗ luôn mọi người, không nhặt được một cái gì khác hết, chỉ có đi nhặt thanh gỗ rồi. Hai là phải hỏng rồi, nó không đánh mình luôn. Mình sẽ không nhặt thanh gỗ nữa, mình sẽ leo làm cái đường khác, không đi cái đường khó khăn nữa. Chắc gì bạn đã qua được. Ừ, nhưng các bạn sẽ qua được đâu. Thì mình cũng có bảo là mình sẽ qua được đâu. Quê là quê là quê. Hai đứa đều quê luôn nha. Hồi giờ làm gì tiếp. Đứng chơi vô trên này. Không biết làm gì hết trơn. À đâm đầu vô cái cầu thang không đi lên được. Mà hay quá sức. Ủa cái gì vậy, cái gì yeah, rồi. Thôi lại đi đường khác. Có cậu nè. Bây giờ anh chạy đây. Yeah. Cậu lên nè, ngay cái khó nè. Ôi trời. Ôi trời. Trời ơi. Game này cũng thật kiên nhẫn mới chơi được mà. Cứ vậy. Nó cay thực sự luôn mọi người ơi, cứu tôi. Trời ơi, đâu lên đây rồi còn kêu tôi xuống à. Con không chơi được đâu. Mình vẫn sẽ cố gắng. Rồi, bạn cứ cố gắng thì mình ngồi đây mình đợi. Không có đường khác đâu. Đi xa hơn và xa hơn. Station Star Runway. Sao không đứng ở đây nè? Đây, các bạn đi xuống. Mình không đi xuống mình bị gốc mãn. Bị gốc cho. Mà không sao đâu, không biết còn chưa về đâu mà lo. Ừ. Không đâu.
cũng không đúng vô đây chú. Tuyết rơi nè. Nó sắp mà đây đợi vậy. Trong lúc đợi mình sẽ ngồi lắm ra. Nhảy ô tăng 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 biết rồi nha. Dài đến đôi. Ra đây đi nè mấy cưng. Không đi cầu đâu. Xuống đi cha nội nha nó. Đây rồi, khi sao đến chưa? Vô nhảy lên, nhảy lên. Yeah, bạn vô chưa? Vô rồi. Ngồi đây đợi. Sao ở trên cuối ta? Chào tên gì đó. Anh muốn mình ngồi xuống, ai đấy hỏi hay rồi. Yeah. Mình sẽ bay lên thật là cao, thật là cao. Không biết nữa, nếu bạn nhảy thì bạn cứ nhảy. Mà nhảy thì cả hai bọn mình sẽ không được ở cạnh nhau đâu. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho con đứa hai bọn mình. Đừng có nhảy. Chú sao bạn lại nhảy mình đứng một mình trên này á? Trời ơi. Bật quá. Trời ơi, bật. Nhìn nè. Có một con sông nào đó để an toàn để mình đáp xuống. Vừa an toàn. An toàn. Nhớ thấy không hay an toàn. Ok, mình an toàn. Thế được rồi, mọi người ơi, để hoàn thành nguyện vọng đi khinh khí cầu của bọn mình rồi. Thì bây giờ mình điện thoại mình cũng hết pin rồi mọi người. Nên là hẹn gặp mọi người tại video vlog Play Together lần sau nha. Và xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bây giờ mình hẹn gặp nhau.